CEO Mai Quốc Bình đi lên từ vùng đất nghèo ở huyện miền núi Anh Sơn. Qua 13 năm đã tạo dựng nên Thế Giới Giấy, thương hiệu dẫn đầu thị phần giấy Việt Nam trên các kênh bán hàng cho tổ chức doanh nghiệp. Anh cũng là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ về khát vọng bản lĩnh của người nghệ trên đất Sài Gòn. Người nghệ muôn phương số 11, CEO Mai Quốc Bình khác biệt để vươn tầm, lên sóng vào lúc 20 giờ 20 phút ngày 18 tháng 12 năm 2022 trên sóng NTV. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.